Một cầu thủ mà các bạn cũng hỏi tôi đó là Cristiano Ronaldo mùa hot thi đấu ở vị trí ST có hay không anh, đáng dùng không anh? Bây giờ chúng tôi sẽ đi review về cầu chúng ta thấy liệu mùa giải hot ở mức thiện cộng 1 thì CR7 đã có chỉ số ST là 98 và LW là 96, lương 21, chiều cao 1m87, cân nặng 83 g, thể hình trung bình, chân thuận trai 4,5, 5 sao kỹ thuật. Số gốc của anh bao gồm vạ, đế, sút xa, mà tốc độ, đánh đầu mạnh, qua người. Vậy là Cristiano Ronaldo mùa hot cũng như mùa TOTS hơn các mùa giải khác ở cái chỉ số là đánh đầu mạnh, và nó sẽ giúp cho tiền đạo này trở nên nguy hiểm hơn ở những pha 09, và có thể nói ngay luôn là mùa hot là một mùa rất là đáng dùng đối với những bạn mà có quỹ tài chính ở mức trung bình, khi mà các bạn không đủ sắm những con tỏ tì 18 hay tỏ tì 19, tỏ tì 20, các bạn có thể sử dụng mùa hot của Rô rất là tốt. Tại hot thì Rô gần như là xanh tất cả các chỉ, nhưng nổi bật nhất là khả năng dứt điểm. Tiếp theo chúng ta thấy là tăng tốc, tăng dê bóng xa và chọn vị trí rất tuyệt vời. Đây là một mẫu tiền đạo cực kỳ thông minh, và toàn bộ những chỉ số thể hình của Zô mùa giải này là rất đẹp, có thể nói là một thể hình rất tốt cộng với một sức mạnh 91 đủ để dùng. Giờ thì các bạn để Zô mùa giải ST thì bạn nên đơn như sau: phá này, trợ phòng ngự cơ bản, trận thông thường, xâm nhập vùng cấm và trọng sẽ nách. Thì các bạn để pressing này, tôi sẽ đánh chặn ngay trên, có những tình huống cướp bóng chớp nhoáng, trận thông thường của chị vào trước khi vào trận đấu, các bạn phải kiểm tra về phong trong một số pháp tình thế, thì các bạn có thể 3 min cam của cam này bêu đi. Ta sẽ vào như vậy chúng ta thấy rằng là dù phong độ như vậy có thể sẽ phải thay dù béo. Độ là dồ hot của chúng ta rất tốt, tăng tốc thì tuyệt vời, bạn thấy là dồ nhanh và dứt điểm luôn.
hơi xa so với lại đã thay dầu béo khi mà phong độ của anh xuống. Thực tế nếu như để phong độ thấp như vậy trên sân thì dù sau big update thì ta sẽ khổ trước đây. Phòng ngự và sự tốt của Zamot và team tốc độ chúng ta cần phải có cách hợp lý chống rộng cái này hay Tiki Taka bài bản có đại diện so hot skill thế rồi tầm thẳng đầu của trận bóng choáng váng vì lại được tiếp cận đấu cũng rất chắc chắn và sức nguy hiểm cao. Đang chơi không rất tốt. Bóng rất nhanh. Chọc ngay vào trong rồi. Đạo. Và tổng hợp của tốt
BMW. Bạn hiện tại cũng rất vui. Trở thành bóng bổng tạo cơ hội, tạo ghi bàn sắc bén hơn rất nhiều. Sự ép cực kỳ lớn của tâm lý các bạn. Không nóng vội. Ngoài tấn công nguy hiểm, thi đấu rất rắn. Trời, thật may. Vậy chúng ta đã phòng thôi và nỗ lực. Đấy rồi, rất hay, các bạn thấy một pha dứt điểm tuyệt vời của rồi là trần rất nhanh, mức phản ứng cao, khả năng dứt điểm sắc bén thì chỉ có thể là không hề thuận lợi và cũng không có đà để dứt điểm với một quay người đã có bàn thắng rồi. Này thì phần bàn tượng gần như là tình tận dụng thành công, năng rất thần, khả năng ghi bàn rất tốt, trợ của chị Xuân. Sẽ thử xem đầu rất quyết tâm. Cambi khá nhiều là phụ nữ, ta sẽ trải nghiệm trận nữa.
cận này. Review. Đâu với một chấm cuối. Năng thi đấu của Scott. Ta tận dụng cấp của thể hiện được. Sơ qua thì chúng ta đánh giá được rằng cơ bảy làm tương ở mức bình ST trên tổng thể thì đấu rất đáng là trong những bàn cho các bạn. Cấm rồi bị vững lên thật đáng gờm.
Châu chấu. Tạt cánh rất rồi. What the fuck? Tin nổi vậy mà. Khác nữa đâu. Cáp. Hai cho anh. Lần này thì không thể thoát được. Khó hiểu là một tình huống rất thuận lợi thì ra là dứt điểm trúng cột. Cực kỳ khó. Anh lại đưa bóng vào lưới rất gọn. Sự ảo không hề nhẹ của game. Ta đang dần lấy lại được. Đang thoát bóng. Đẩy đối thủ vào tình huống. Xong luôn. Trong những tình huống bị dẫn bàn thì các bạn phải cực kỳ bình tĩnh. Cơ hội. Cầu thủ. Thần đấu game bạn đã giãn hơn. Tạo khung cảnh tuyệt vời. Trận đấu lội ngược dòng cực kỳ và bàn thắng. Có 3 bàn thắng như trận đấu này.
nhẹ thế. Đây, tình huống mà what the fuck. Thật sự đây là tình huống mà what the fuck luôn. Và ấn định chỉ số hai một của Raul Icon ra trần trái rất mạnh, nhảy múa cực đẹp để ăn mừng.